Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn nha. Xin mời quý vị và các bạn cùng khám phá hành trình leo đèo Ren tới thành phố Đà Lạt nha các bạn. Đây là cung đường khá là đẹp nhưng cũng nhiều khúc quanh co đó các bạn. Thì các bạn có đi ngang khu vực này thì nhớ lái xe an toàn nha. Tụi mình hôm nay khám phá cung đường này bằng xe máy nha các bạn. Cũng là lần đầu tiên luôn. Thì bọn mình trải nghiệm cái đi xe máy để lên đèo này ha. Xin mời các bạn cùng theo dõi video với mình nhé.